Đang đi xuống đó anh em, lúa quá trúng anh em ơi, bà con ra đồng để bắt chuột nè anh em. Đó, quá dữ anh em ơi, chuột ở đây dữ lắm nha anh em. Mới xả giặt mấy vòng đầu mà chạy quá dữ anh em ơi. Đó, con này đang đi xuống đó anh em. Đó. Còn con kia đang cũng đi hoạt động trên kia luôn anh em ơi. Đó, mấy anh này là đi ra bắt chuột đó anh em. Đó. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. À, có chuột chạy anh em ơi. À. À, mấy này ra đây bắt chuột đó anh em. À, nó đang đi lên luôn anh em ơi, con 70 này đang đi lên nha anh em. Oh, chạy quá dữ, chạy anh em ơi, chạy tốc độ luôn anh em. Đó, này anh cầm cái bao chuẩn bị đi bắt chuột anh em, còn hai con xe kéo đang chuẩn bị đi gom lúa luôn nha anh em. Rồi nó xuyên qua xe kéo luôn anh em ơi. Xuyên qua xe kéo luôn, còn bên kia bà con cũng đón chụp chuột luôn anh em. Đó, con này nó đang đi xuống đó anh em. Đó, bà con ra đồng để bắt chuột đó anh em. Đó, còn con kia nó đang xả giặt đằng kia đó anh em. Đó, đang chụp chạy quá chuột anh em ơi. Đó, hai con chạy trước con chạy sau luôn nha anh em. Đó, bà con ra đồng bắt chuột anh em ơi. Đó, mấy anh này cũng đang ngồi bắt chuột luôn nha anh em. Đó, con chạy trước con chạy sau anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi. Đó. Mới đi gần tới cuối đầu giạc đó anh em. Đó. À, anh đó sắp bị chuột luôn nha anh em. Đó, anh đó anh bắt được con chuột luôn anh em ơi. Quá dữ chuột anh em ơi, nó còn mấy anh còn con kia nó đang chẻ dòng giữa đó anh em. Quá dữ chuột, quá dữ chuột anh em ơi. Còn con này nó đang đi xuống luôn nha anh em, ba con hoạt động luôn anh em ơi. À, anh nên bắt được con chuột luôn nha anh em. Chuột quá dữ chuột con em ơi. Bắt nhiều không nãy giờ? Không có bắt à. Vậy hả? À, mấy này cũng đang đón đây chụp chuột đó anh em. Còn trên này cũng mấy này cũng đang đón chụp chuột anh em ơi. Còn con mấy cắt đang đi lên đó anh em. Quá chuột anh em ơi, quá dữ chuột luôn anh em. Con này nó đang đi xuống nè anh em. Đó, nó đang đi xuống luôn anh em ơi. Mấy này đang bị đã bắt chuột đó nha anh em. Đó, anh đó xách bị chuột luôn anh em ơi. Đó, còn mấy anh này cũng đang đón để chụp chuột nha anh em. Đó. Lúa quá lúa anh em ơi. Lúa này quá trúng anh em. Đó, lúa thấy cuồn cuộn luôn anh em ơi. Đó. Nó đang quay đầu lên đó em, nãy con này nó trẻ dở nè anh em. Quá trúng lúa nè, mà lúa này quá trúng anh em. Đó, con kia cũng đang đi xuống luôn em ơi, con đi lên con đi xuống nha anh em. Đã đi xuống nha anh em, nó anh em ơi, bà con người ta đón chụp chuột nha anh em, nó hai cánh xuống, đó này là chiếc máy kéo luôn nha anh em, nó lúa quá trúng luôn anh em ơi, nó đầy xe ra luôn, quá vui luôn anh em ơi, đó lúa trúng quá trúng luôn anh em ơi. Đó, hai chiếc máy cắt 95 luôn nha anh em. Đó, chạy ra đó anh em ơi. Đó, đó, quay đầu lại nha anh em chứ. Đó. Này chiếc máy cắt 70 nha anh em. Nó đang quay đầu đi lên luôn nha anh em. Đó, đó. À, đó,
chuột chạy nha anh em, chuột chạy 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 đó, đó này anh em người ta đang đi chụp chuột luôn nha, nha anh em đó, đó, đó. Lúa quá trúng luôn anh em ơi đó. Anh em theo dõi bằng ảnh nhỏ, anh em cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh nha anh em. Dũng miền Tây TV anh em ơi. Đây. Bây giờ biết sao không anh em? Bây giờ Dũng Dũng đi dục bên ai mắc đi dục lúa nha anh em. Thành ra không có quay thế mình nha anh em. Đây, Dũng miền Tây dục lúa rồi đây. Cái ông mà mặc cái áo đỏ mà có cái viền màu vàng á nha anh em, nó phất cái chiếc máy cắt chín lầm rồi nha anh em đó. Đó lúa quá trúng luôn anh em ơi, nó anh em ơi máy 95 đã quay đầu xuống nha anh em đó. Cái chiếc máy kéo này nó đã cũng nó cũng đầy luôn anh em, nó đầy rồi, bây giờ nó đi vô quay đầu vô nha anh em. Đây cái nha, anh em người ta đi đón con chuột nó ba lớp luôn anh em, nó anh em ơi, nó lúa quá trúng luôn anh em ơi. Đây cái chiếc máy cắt đá lên quay đầu lên nha anh em, cái máy cắt 95 nha anh em đó. Anh em ta đang bắt chuột nha anh em, nó ta đón bắt chuột đó anh em ơi, nó quá trúng quá luôn, chuột dữ lắm luôn anh em ơi. Mấy anh bạn camera cái không có ai chỗ này cắt nha anh em, thành ra không có xuống được. Bây giờ có mấy anh Việt mình bắt à, nó 95 nó đã quay đầu lên nha anh em đó. Anh em nhớ theo dõi bằng hình nhỏ của mình nha anh em đó. Quá lẹ luôn. Máy cắt 70 đã quay đầu lên tới đầu giạc nha anh em đó, chạy quá chạy luôn anh em ơi, máy chạy bạo đi anh em ơi, chạy quá mà anh tay luôn anh em ơi. Nó có một anh chàng trai đẹp trai đã chạy xúc xích đi đón bắt chuột luôn anh em ơi. Ồ quá luôn, nó quay đầu lại luôn anh em, nó quá dữ luôn anh em ơi. Giờ quay đầu chở dưới xuống dưới lại nha anh em đó. Ok luôn anh em ơi, chiếc 95 bên kia nó cũng quay đầu lên cả gần tới đầu giạc luôn anh em đó. Rồi mấy anh này nó chạy xúc xích chạy rút qua anh em ơi, rút qua chuột quá nhiều luôn anh em ơi, cứ mạnh lên anh em ơi, quá dữ luôn anh em ơi. Đó một người anh em ở trên máy đã phóng xuống dưới luôn nha anh em, đang mà đón đầu giạc chuột nhiều luôn anh em. Nó anh em ơi, quá chạy luôn nó chạy luôn anh em. Rồi máy 95 đã quay đầu lên luôn nha anh em, đã còn có mấy vòng nữa đâu, nó đã hết nha anh em. Ồ quá dữ nó anh em ơi, quá dữ. Cái máy 95 đã quay đầu lên tới đây, gần tới đầu giạc nha anh em. Anh em ta đứng đón mà chụp nha anh em ơi. Wow ok luôn anh em ơi, quá chạy luôn anh em ơi, nó chạy tới một cái giặt quay đầu chơi xuống, đã còn có một lam nữa. Đây anh em ơi, chuột chạy anh em ơi, đó chạy chụp cho anh em ơi, quá dữ luôn, quá mạnh tay luôn anh em ơi. Rồi dính luôn anh em ơi, quá giỏi luôn, anh em này chụp quá lẹ tay, quá giỏi luôn, đã sát thủ chụp chuột mà dính một em chuột, quá dữ, quá mạnh tay anh em ơi. Vô đây nó, chiếc 70 đã lên gần tới đầu giạc nha anh em. Nó anh em ơi, nó có một anh em nó chạy xích quá mạnh luôn, quá yếu luôn. Ok luôn anh em ơi, đã rồi anh em ơi, chỗ rồi giờ quay đầu lại luôn anh em ơi, quá ok luôn, quá luôn.
quay đầu lên nha anh em. Đó, quay đầu lên là cắt gần tới đầu giạc nữa anh em ơi. Chạy quá dữ luôn anh em ơi. Nó lúa anh em ơi, lúa người ta chạy bao xuống anh em. Wow, wow, ok luôn anh em ơi. Bên kia cũng chiếc 95 luôn anh em. Đây anh em đứng đón chụp chuột luôn anh em ơi. Quá dữ luôn anh em ơi. Đây, 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 đây. Đó, quá đông luôn anh em ơi. Kìa đứng nó thủ luôn anh em ơi. Quá dữ mấy anh này. Anh em chụp chuột. Quá dữ quá đó. Wow, đã cắt có rồi anh em ơi, gần rồi anh em ơi. Còn con lam cuối cùng anh em. Cái này, miếng đất này nó bự lắm anh em ơi. Trẻ là mai đấy anh em. Thành ra còn có một vòng nữa là hết nha anh em. Thì hết một bên á chứ không phải là hết luôn miếng đất nha anh em. Đó, chiếc 95 nó chạy quá dữ luôn anh em ơi. Hai chiếc luôn anh em. Chiếc mai chạy bên kia, chiếc chạy bên đây nha anh em. Quá dữ luôn anh em ơi. Quá dữ kìa chuột kìa anh em ơi, chuột chạy ra kìa anh em. Đó anh em ta ấy đang bắt chuột anh em. Quá dữ luôn anh em ơi. Đây 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 đây. Đây là có chiếc máy kéo luôn nha anh em, này là Dũng miền Tây đi đang dục lúa luôn nha anh em ơi. Đó, Dũng miền Tây mặc áo màu đỏ nha anh em, cái tay thì màu vàng anh em. Wow, 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 ok luôn anh em ơi, Dũng miền Tây cũng mạnh dạn lắm anh em ơi. Đó, chạy đi lên máy dù quá dữ luôn. Chắc quá dữ luôn anh em ơi, chắc tới 3 lớp luôn, chắc quá cao. Quá dữ, lúa quá trúng luôn anh em ơi. Lối chân này vô mảnh nè anh em ơi. Trúng giá trúng mùa luôn anh em ơi. Vô mảnh nè. Kéo này nó đã, nó kéo rồi nó chạy vô nha anh em. Wow, quá đầy luôn anh em ơi. Vô mảnh anh em ơi, lúa trúng dữ anh em ơi. Đó, Dũng miền Tây TV đó nha anh em. Nó đứng đó anh em ơi, nó ngồi đó, ngồi chạy vô đó. Nó ngồi trên chiếc máy kéo đó anh em ơi. Bên này ổng đi dục lúa luôn đó anh em ơi. Đó, lúa quá trúng luôn anh em ơi. Đó, wow, ok anh em ơi. Đó, Dũng miền Tây đấy nha anh em. Đó, chạy vô đó. Trời, bữa nay chuyển 70 đã qua đi lên tới đầu giạc anh em ơi. Wow, anh em ơi, lúa nó cắt quá mạnh luôn anh em ơi. Máy chạy quá ngon luôn anh em ơi. Cắt là ok luôn anh em ơi. Đó, đó, đó. Chạy đầu lại luôn anh em ơi. Wow, wow, chạy anh em ơi, lúa anh em. Dòng nó cũng đang đi xuống anh em, là nó cắt cái dòng đó là cái dòng cuối cùng anh em, cái dòng chót anh em ơi, quá đông luôn anh em. Anh em người ta đang đi chụp chuột quá đông, quá đông, quá vui luôn anh em ơi. Anh em nhớ theo dõi video của mình nhé, cho mình một like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ cho Dũng miền Tây TV nha anh em. Thành chân thành cảm ơn luôn anh em ơi. Wow, wow, quá dữ luôn anh em ơi. À, anh em người ta đang bắt chuột, đang bơ đá gườm bắt luôn anh em. Đó, nó đó, wow, 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 chiếc 95 này chạy quá dữ luôn anh em ơi, chạy quá ngon luôn. Quá dữ, vô vô chạy, rút qua, rút qua, rút qua, vui 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 vui, góp dông vui. Đông chừng nào vui chừng mấy nha anh em ơi. Wow, 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 quá dữ, quá dữ, quá dữ. Nó, nó chạy. Wow. Ok luôn anh em ơi. Chạy quá dữ luôn. Cái chiếc 95 đã đi gần tới đầu giạc luôn anh em ơi. Đây bà con anh em người ta đang đi chụp chuột luôn anh em ơi. Nó, nó chạy tới luôn anh em ơi. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Chạy vô, nó anh đó chạy chút xích, chút xích. Không biết mệt hay không, chứ mình thấy mình mệt đó anh em ơi. Wow, dữ rồi, coi anh đó, anh tướng, cái tướng anh chạy đi thất cừ quá anh em ơi. Oh, wow, ok, ok luôn anh em ơi. Rồi, đã hết dòng giạc nha anh em. Đó. Oh, wow, wow, dữ rồi, wow, dữ rồi, 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 dữ rồi,